khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chóng quên. Giống là giống sao em? À, không biết, nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được. Hồi giờ anh chưa đi tới đó. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Chào bạn. Rồi. Rồi. À, thôi mình để đàn trai giới thiệu trước để đàn gái đỡ khớp ha. Giới thiệu đi bạn trai. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Tùng Sơn, năm nay 27 tuổi. Quê quán ở Đắk Lắk, hiện đang làm tại Bình Dương ạ. Công việc chính của em là vận hành máy, còn tay trái là làm bên môi giới bất động sản. Rồi. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vi, sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk. À, năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang làm ở Hồ Chí Minh. Dạ, em làm kế toán ạ. Em gái sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 91. Đây, 92. 92. Mình có ngại gì đó không? Dạ, không sao, tuổi tác không quan trọng. Dạ, quan bạn Nam không ngại rồi. Là được rồi. Hay lắm. Ủa, bạn ở Đắk Lắk là ở chỗ nào bạn ha? Em ở huyện nào em gái? Dạ, em ở Buôn Mê. Buôn Mê luôn? Dạ. Đây ở đâu? Đây là dưới huyện, dưới Buôn Hồ, km 92. Buôn Hồ, cách đó cũng không có xa. Dạ, đúng rồi. À, giáp là Gia Lai các bạn. À rồi. Bây giờ bạn gái mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết lắng nghe, biết quan tâm. Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chóng quên. Em có cái tật là nhút nhát lắm, với hay nhạy cảm. Em thì cũng hay hậu đậu. Ưu điểm bằng trai thế nào? Dạ, em xin tự giới thiệu thì ưu điểm của em là sống thật thà hiền lành, chịu khó. Em có thể sửa điện nước trong nhà. Em sống tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn đi chợ thì em có thể làm được hết rồi. Khuyết điểm thì em sợ lông mèo, lông chuột và sống nhiệt tình với bạn bè. Chỉ có sợ lông mèo, lông chuột thôi hả? Các loại lông khác có sợ không? Dạ không, nói chung là lông mèo, lông chuột dị ứng nhiều hơn. À rồi. Mình nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Dạ, tình trường thì em trải qua một mối tình đặc biệt ấn tượng và ba mối tình chính thức ạ. À, chia tay mối tình gần đây nhất thì cũng 3 năm rồi ạ. Dạ. Là sao? Đợi xíu, cái này là phải tìm hiểu kỹ nè. Đúng rồi. Dạ, mối tình ấn tượng đó là năm lớp 10 em có đi học võ và bé đó là người Ấn Độ. Thì bé đã thương em nên tới tận nhà tặng bóng là nhẫn. Nhưng mà lúc đó em sợ quá, em trốn toilet. Lớp 10 là nhiêu tuổi trời? Cách này cũng 16 năm rồi. Rồi ba mối tình kia là sao cưng? Ba mối tình kia thì thời sinh viên đi học quen. Ê, quay qua đây nè, quay qua đây tôi nhìn. Dạ. Cái mặt coi. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ chị. Ừ, sáng sủa đẹp trai trắng trẻo. Rồi ba. Dạ. Mối tình sao? Ba mối tình kia thì thời sinh viên chị. Ừ. Lúc đó thì nghề nghiệp em chưa ổn định, với lại bạn gái suy nghĩ còn non nớt, lại nó không được trưởng thành nên em không có quen. Và 3 năm nay thì em lo làm ăn nên là ba cô y chang một tính luôn. Dạ, nói chung là cũng có vài, còn một mối tình thì xa, khoảng cách xa quá, không có thể tiếp tục với nhau được. Là yêu xa. Dạ. Cái mẫu người phụ nữ lý tưởng em mong muốn là gì? Mẫu người bạn nữ mong muốn thì bạn đó da trắng một xíu, cao cỡ 1m55 trở lên. Ừ. Năng động một xíu, có sở thích kinh doanh thì càng tốt. Ừ. Và có nụ cười hiền như Nhật Kim Anh. À. Rồi, điều em ghét nhất ở phụ nữ là gì? Em ghét bạn nữ thì hay soi mói nhiều chuyện, lại lượm thượm, không gọn gàng. Ừ. Đừng có xăm mình lớn quá. Lớn đúng quá không? Dạ. Bạn nữ bên kia có xăm ngón tay vậy? Chị có xăm ngón tay. Chị. Em không. Không. Bạn nữ bên này không xăm ngón tay. Em không thích phụ nữ xăm ngón tay. Dạ. Ủa sao kỳ vậy em? Nhưng mà sơn đừng có lè lẹt quá, được nhiêu xanh nổi. Nó làm néo đẹp chứ rồi đâu em. Dạ. Một bàn tay mà sơn 4-5 màu. Vậy cho nó nổi đi đám, chứ lẽ giờ móng tay sơn màu đen. Rồi còn tóc tai yêu cầu gì luôn không? Anh này có vẻ kỹ về ngoại hình. Tóc nè. Thì dài hơn vai một xíu. Ừ. Rồi em có chuẩn bị, ví dụ chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch về sau chưa? Dạ, em thì em cũng tính lập nghiệp Bình Dương nên em đã có mua đất ở Bình Dương rồi. À, mua đất rồi hả? Dạ, tự mua luôn hay sao? Dạ đúng rồi, tự rồi, đền luôn. Vậy khỏe. Giỏi quá, đã mua đất. Rồi em ơi, mình sắp có miếng đất. Ta chuẩn bị tương lai tốt, đàn trai là ngon mà mua đất rồi ha. Dạ. Em chào anh. Chào em gái. Bên đàn trai phải nói là chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới, chỉ chờ cô dâu thôi đó. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn bạn nam đó thứ nhất là thích người mập tròn, tại vì em hơi mập. Đâu mập lắm đâu. Em đâu em mập thích lắm người mập tròn không? Dạ cũng được, nhưng mà đừng mập quá được anh. Vừa không này bấm mỉm thôi. Mọi người công ty em gọi em là ù ấy anh. Không có ù đâu. Em muốn bạn nam cao to hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên cũng được. Cao thì có thể hơn nhưng mà to không bằng.
Có thể biết nhậu nhưng mà không được hút thuốc. Rồi, có thuốc không? Dạ không anh. Không. Chín chắn và biết suy nghĩ lo cho gia đình. Chín chắn đó, bạn này suy nghĩ đúng sâu rồi. Đó. Dạ. Mua đất để sẵn sàng cho tương lai rồi đó. Em không thích bạn nam mặc đồ lôi thôi. Có áo quần là được rồi. Không có lôi thôi nhanh. Em thấy bạn nam có tính cách giống anh Quyền Linh đó. Giống, anh tính anh sao giống, Linh? Giống là giống sao em? À, không biết nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Trời ơi, khen cái mặt chảnh lên liền à. Hôm nay em tới đây em đi với ai? Dạ em đi với em gái và chị họ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư. Em tên Thương, em là em gái của chị Vi. Chị em thì có nụ cười duyên nhưng mà không bằng Nhật Kim Anh như anh nói đâu. Còn như em thấy anh bên đây á, thì nói chuyện hoạt bát, lanh. Và em thấy ảnh thật thà, thẳng thắn á. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội á, để mình tìm hiểu và tiến xa hơn ạ. Cảm ơn em. Nay đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với em trai với lại em gái, là bạn của em gái ạ. Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Em tên là Hà và em là em gái của anh Sơn. Chưa biết là anh em có thích chị hay không nhưng mà em cảm nhận được là cái gu chị dâu của em có thể thích chị là cái gu chị dâu của em rồi á. Cảm ơn. Tại em cảm nhận được chị có vẻ hơi hiền, nghiêng về một người phụ nữ gia đình hơn. Và anh em cũng thuộc dạng tiếp người là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không cờ bạc và có trách nhiệm với gia đình. Thì em nghĩ là những gì chị nói nãy giờ thì em nghĩ là anh em có thể là đối tượng mà chị có thể hẹn hò được. Lanh lợi quá ha, dễ thương. Nói chung là hai bên là ủng hộ hết rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Hôm nay tới chương trình anh có bó bông tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp và tươi như bó bông này. Cảm ơn anh, tặng anh một món quà. Em không biết em có đam mê kinh doanh không ta? Thật ra thì là em vẫn muốn kinh doanh nhưng mà chưa xác định được, là chưa nghĩ ra là mình nên kinh doanh cái gì. Không biết trong tình yêu thì em cần những yếu tố nào cần thiết nhất? Quan điểm của em về tình yêu á, thì mong là tình yêu đó phải lâu dài, chung thủy và gắn bó. Em thì là người thích tâm sự, buồn thì rất là mong có người tâm sự hoặc là chở đi đâu đó dạo hay là gì đó. Thì mong bạn nam sẽ chú tâm tính mình một chút. Cái đó thì anh làm được. Thế mẫu người bạn nữ của anh là sao? Ví dụ như thế này được không? Thì cũng được, anh quan trọng thì nhân cách hơn, nhiều cách sống với lại mọi người xung quanh, với lại suy nghĩ về chuyện làm ăn lâu dài. Em thì có sở thích gì đó? Sở thích thì là ví dụ như buồn thì rất là thích hát karaoke, thích nghe nhạc buồn. Đi chơi thì rất là muốn đi bằng xe máy. Tại vì đi ô tô bị say xe. Anh cũng vậy, anh cũng thích đi xe máy, đi phượt xe máy. Đúng rồi đó, cái đó em vui thích hơn. Đi xe máy. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được, hồi giờ anh chưa đi tới đó. Tính em thì có hay kiểm soát về người yêu mình không? Không, em không thích kiểm soát. Ví dụ như bản thân em cũng muốn có không gian riêng tư. Có người yêu rồi nhưng mà bạn bè rủ đi chơi hay là gì đó thì bạn nam phải cho em không gian riêng tư đó. Thì về vấn đề riêng tư thì ai cũng có vấn đề, cũng có một cái sự riêng tư riêng. Dạ. Nên cái đó thì bình thường, đúng không? Bình thường. Dạ. Còn các bạn nghĩ sao về kiểm soát điện thoại của nhau? Kiểm soát điện thoại thì có thể là không tôn trọng đối phương, nhưng mà nếu như đối phương tôn trọng mình thì sẽ không có gì giấu giếm hết. Đúng rồi, anh có thể cho thì ví dụ như điện mật mã điện thoại hay là gì đó thì vẫn có thể cho hết được. Đúng rồi, điện thoại nếu mà mình không có gì thì mình không có sợ. Đúng rồi. Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân thì em có muốn sống lập nghiệp bên Dương không? Dạ em mong muốn tìm một người sống lập nghiệp Bình Dương hoặc là Hồ Chí Minh. Tại vì trước đây là em đã từng ở đây và đã từng về quê, sau đó vào lại đây với mong muốn là có thể lập nghiệp ở đây luôn. Anh thì sở thích của anh cũng đam mê kinh doanh lắm nhưng mà chưa có điều kiện để làm được. Nên anh cũng muốn sau này để vợ làm kinh doanh cái gì đó. Kết hôn á thì anh muốn gia đình sẽ có bao nhiêu người? Cỡ 3 người đồ lại được rồi. Đông quá sợ nuôi không nổi thôi. Nuôi không nổi. Chứ anh thì anh thích con nít. Con nít thì anh thích. Anh thì nghĩ trong tình yêu thì chúng ta chỉ cần sự tôn trọng, tin tưởng và biết suy nghĩ cho nhau, bỏ bớt cái tôi đi để hai bên có thể hiểu nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tiến tới một cuộc sống hạnh phúc. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Và hai người trước hết là phải cố gắng thay đổi vì nhau, để dung hòa nhau hay là để hợp nhau thì mới tiến tới xa hơn được. Tốt rồi, sợ lo chê mập.
Em thấy có mập đâu. Không, thấy bạn mập mỉm. Mập mỉm là mập anh. Không có đâu, dễ thương thì chưa có mập đâu. Không biết là bạn nam có biết hát không ha? Thì mình cũng biết hát nhưng mà hát cũng không hay lắm. Thì hôm nay mình cũng gửi tặng bạn một bài hát. Nụ hôn do em gửi cho dấu yêu, cho đời anh thấy hạnh phúc người ơi. Chỉ cần ta được có nhau trong đời, dù bao giông anh cũng sẽ vượt qua. Em xin hết. Hay, hay quá. Rồi Vi, dạ. Sở thích hát karaoke mà hát liền đi. Mưa chiều nay rất là như từng bông hoa tuyến rơi đều, có hạt mưa rớt vào tim em nghe lòng băng giá. Mùa thu đã qua đông chớm sang, làm sao để anh biết đường hoa kia vẫn không cho tính ta. Hay quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân của mình. Chúng ta không nói dối con tim được nha các bạn. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ô, em bấm rồi mà. Đó. Đây. Chúc mừng em. Bấm nhưng mà chưa quyết liệt ha. Em bấm ba cái một lần thôi. Rồi hai người nắm tay nhau đi. Bây giờ nè. Dễ thương quá. Trước mắt mọi người á, một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Xin phép không. Hay quá. Dễ thương. Tôi thích điều đó, một sự chân thành. Mời anh Trình. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Xin mời các bạn. Chúng ta đi và bảo vệ bạn gái nha. Bạn này bổ sung cho bạn kia vài kg là sẽ đồng đều với nhau thôi. Và mong là những bạn nào độc thân thì chúng ta hãy tìm đến với bạn của Hẹn Hò. Sẽ cố gắng hết sức để kết nối các bạn, tìm được một nửa yêu thương cho các bạn. Men là sao? Dạ, nói chung em có những cái kiểu ngồi men. Thứ nhất là em hay ngồi cái này này. Trời trời trời, bỏ vô áo đầm, khép lại. Dạ. Men này là men bá đạo hay sao? Tân nhất của em là một người em gái ở Đồng Nai và một người em gái ở Thanh Hóa. Tức là thân nhất là hai em gái luôn. Vâng. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi. Xem anh em. Xin chào. Mời bên đàn gái giới thiệu về mình. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Chị Nam Thư, chào bạn bên cạnh và chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Thị Minh, năm nay mình 28 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở EK Đắk Lắk. Hiện tại thì mình đang ở quận 9 và mình đang làm việc là bán thuốc tây ở quận 2 ạ. Mời bạn trai. Dạ, xin chào anh MC Kình Linh và chị Nam Thư. Dạ. Và chào toàn thể quý vị khán giả cũng như đàn ấy bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Viên Ba, người Thái đến từ Quỳ Hợp, Nghệ An. Em năm nay 34 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Phú Nhuận. Em làm gì? Em là quản lý cà phê nhà kiêm nhà hàng luôn. Em là người đồng bào Thái hả? Dạ. Dễ thương quá hả? Dạ. Cảm ơn anh. Anh yêu em nói sao? I know. Dạ. I know là em yêu anh. Anh yêu em. Anh yêu em, còn nọ y ai là dạ, em yêu anh. Hay quá. Hay quá. Chia sẻ một tí xíu ha Minh. Dạ. Chia sẻ về ưu điểm này rồi khuyết điểm của bản thân em. Dạ, ưu điểm của em thì là vui vẻ, hòa đồng, lạc quan, thích làm việc nhà, nấu ăn, nói chung là cũng được coi là ngon. Và đặc biệt là những khi mà chép mệt mỏi thì em hay là lấy công việc ra để là công việc nhà ra để làm á, cho nó khuây khỏa. Dạ. Hay đó hả? Dạ. Tức cứ mà căng thẳng là làm việc nhà là hết căng thẳng đúng không? Dạ đúng rồi, đặc biệt là trà nhà vệ sinh ạ, sạch bong luôn ạ. Khuyết điểm em là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì nhiều lắm, để em liệt kê đã. Thí dụ? Cái đầu tiên là nói nhiều ạ. Rồi. Cái thứ hai là em rất là men. Men là sao? Dạ, nói chung là em có những cái kiểu ngồi men. Thứ nhất là em hay ngồi cái này này.
trời trời trời. Bỏ vô áo đầm. Khép lại. Dạ. Men này là men bá đạo hay sao? Hoặc là em ngồi em hay tựa như này này. À. Dạ. Em thì em ga lăng lắm. Nói chung là em đa số thì em đi hay chơi với các bạn gái, với các chị á, thì là em hay xách túi đồ, cắp thức ăn hoặc là lau thìa, lau đũa gì đó. Có ga lăng với nam không em? Dạ không ạ, à, đương nhiên nam phải ga lăng lại với em chứ ạ. À. Em đang tìm một người ga lăng hơn em ạ. À. Đúng, vậy nha, bạn gái bên đây ga lăng lắm đó. Bên kia phải ga lăng nha. Nói chung em cũng ga lăng một chút xíu thôi. Rồi còn ba làm sao? Dạ em là nói chung là dễ gần, dễ tiếp xúc, với lại hầu như em sống ở đâu người ta cũng mến. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là vì em đam mê đó, xem đá bánh quá, em hay thức khuya. Thứ hai là em hơi nhiệt tình thoái quá, đôi khi mình giúp người ta quá mà mình không nghĩ lắm, cho nên đôi khi làm tổn thương, nên cũng khó. Bây giờ thì mình nói chút xíu là tình duyên của bên đàn gái đi. Em thì em chưa có một mối tình chính thức nào hết ạ, à. Em chỉ thương thầm thôi ạ. À. Rồi, hai mươi mấy tuổi mà yêu đơn phương không vậy em? Dạ, em là ế bền vững đấy ạ. À. Cái mẫu người đàn ông mà thực sự mà em mong muốn là gì Minh? Nếu mà nói về hình thức bên ngoài á, thì chỉ cần cao 1m60 mà em thích người tròn tròn mập mập, gương mặt thì thanh tao, trán rộng một xíu, và đặc biệt thì nếu mà có cặp mắt kính thì càng tốt. Không. Nói chung yêu cầu có hết á, chỉ có mập mập tròn tròn không có thôi. Chị coi thử dạ. Có giống bên đây không nha, dạ. Để đợi chị. Dạ, dạ. Y, cái gì mắt có kính, thì... có một cặp mắt kính. Dạ. À. Chào ba. Dạ, chị. Thôi thiệt. À, nhìn hết sức là trắng trẻo, hư sinh ha. Gầy, không có tròn tròn nha cưng. Dạ. Không sao, nhưng mà lỡ mà có thành đôi về mình vỗ béo. Dạ, được ạ. Dạ. Tại dạo này em cũng vừa ốm dậy. À, vừa bệnh dậy hả? Ba. Dạ. Ba qua mấy mối tình rồi ba? Dạ em chính thức thì chắc cũng chưa, nhưng mà mối tình kiểu đơn phương ấy thì cũng được 4 mối tình. Chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ tỏ tình với ai luôn hay sao? Cũng tỏ tình với mối tình đầu tiên, nhưng mà cũng ok rồi. Thì xa quá, cô ấy ngoài học ngoài Hà Nội, em học ở miền Trung. Xa mặt cách lòng, với lại cô ấy thì xinh gái nữa. Mà em thì nói chung là cũng không được giống người ta lắm. À, nên là không thành được với nhau. Nắm tay ai chưa ba? Nói chung nắm tay thì em cũng nắm nhiều rồi. Trời, nắm nhiều. Không, nắm người mình thích mình yêu á. Mình thích yêu chính xác thì nắm tay thì chưa. Chưa luôn. Nắm tay bạn gái bình thường thì cũng nhiều. Trời, nắm tay bạn gái bình thường thì không nói gì. Dạ. Ừ, hôn ai chưa ba? Em mới chỉ bị hôn lén em chưa, chính thức hôn. Ồ, bị hôn lén à? Dạ. Ai hôn lén vậy? Một người em gái, nói chung đến mình gặp là... Người ta để ý mình. Nói chung em chỉ xem như em gái thôi. À. À vậy thì tính ra là mình nhiều em gái không? Em gái mưa, em gái nắng, em gái mương rồi gì đó. Mưa nắng thì chắc không có gì là bản thân. Bạn thân là con gái. À, em nghĩ sao về một người con trai mà có bạn thân là con gái? Em sợ nhất là cái em gái mưa rồi chị họ rồi em họ rồi nói chung. Cái là... không lo em, vì anh con người nó cái nào ra cái đấy. Dạ, cái này thì em không có biết được ạ. Đúng. Giờ nói thì ai cũng nói được hết, hiểu không? Nhưng mà cái bạn gái đó, cái bạn thân của ba á. Dạ. Bây giờ là vẫn còn độc thân không? Hay là đã có gia đình hay người yêu? Một số người cũng đang chuẩn bị cưới, một số thì cũng chưa. Ồ, tới một số lần à? Sao đông vậy? Ví dụ thì nhà em lập ra cái nhóm chơi với nhau, cả nam cả nữ. Không, mình đang đó, thân gom nhất lại. Á. Thân nhất. Thân nhất á, thân nhất của ba là ai? Ừ. Thân nhất của em là một người em gái ở Đồng Nai. À. Và một người em gái ở Thanh Hóa. Tức là thân nhất là hai em gái luôn. Vâng. Ví dụ đi, bây giờ hôm nay về mình có tình yêu. Vâng. Xong, bên này nói em muốn anh dẹp hết. Không có em gái, em ghét hoặc là gì, hoặc là thân thiết gì nữa. Cái thì cũng phải dẹp được, từ vì tình cảm vun vén thì anh em thân thiết với nhau, tự nhiên gạt cái thì cũng hơi khó. À. Khó chứ sao được. Ta bạn ta chơi thân nhau thì chơi thân thì là chi kỳ nó khác chị ơi. Đâu có gì đâu, nếu mà là yêu đã yêu rồi, còn này chỉ là bạn thân thôi mà. Tự nhiên lấy ta về bắt ta dẹp sao ta chịu được. Không anh, em phải bảo vệ nhà gái của em chứ. Chào em gái. Dạ, chào anh. Nghe nói nghe nè, thí dụ bây giờ anh với người bạn gái chơi thân với nhau, tự nhiên tân từ đó giờ cưới về tự nhiên bắt anh bỏ người bạn thân, nó như thế là cắt cái tình nghĩa anh em của anh à. Dạ. Không có được, trừ khi mà bắt đầu cưới em. Sau đó anh mới có nhiều người bạn gái thân thì không được. Còn người ta chơi từ xưa tới giờ tự nhiên bỏ sao được, đúng không em? Dạ đúng rồi. Vậy bạn đó được không? Dạ, nhưng mà cũng có thân quá mức. Ví dụ như là lúc nào cũng không biết bạn anh đang làm gì. Ví dụ như đau ốm này nọ. Ví dụ như em ơi bạn anh giờ đang đau ốm, anh phải qua gấp, qua liền là không có được. Em như vậy là không có được, lúc đấy em vẫn phải ở trên hết.
lâu lâu bạn người ta đau ốm người ta phải qua chứ, không lẽ bạn thân nhau đau ốm không qua sao được. Hai người đang yêu nhau có em gái thân bạn gái thân, ví dụ hai đứa gây lộn bắt đầu quay qua anh kia tâm sự là không được đúng không Minh? Dạ đúng rồi ạ. Cái đó không được đúng. Vậy là tính cô này cũng hơi ghen đúng không? Dạ không phải hơi ghen mà là quá ghen ạ. Quá ghen hả? Người ta nói ghen bây giờ là ghen hiện đại, ghen thông minh. Dạ đúng rồi, ghen khoa học. Khoa học chứ vì ghen cứ thấy là đi, thấy là la, thấy là không được. Dạ đúng rồi. Rồi cái đó là quan điểm hai bạn sẽ phân tích với nhau. Mình chỉ nói sơ qua để hiểu nhau nhiều hơn thôi. Bây giờ em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Điềm tính, ít nói, nhẹ nhàng, khéo léo một xíu. Em thì em ê mấy cái việc ví dụ như thắt bím rồi á. Cho em bé là em thích người đàn ông của em khéo léo, nhẹ nhàng trong mấy cái... Đàn ông mà thắt bím nghe khó là không biết còn đàn ông không nha. Thấy khó anh Linh. Thôi thắt bím không là mệt lắm á. Nói chung là anh bên đây rất là vui vẻ, nhanh nhạy, cởi mở, giao tiếp tốt, rất là thuận lợi trong công việc làm ăn luôn. Điểm gì em không thích là bạn trai? Em không thích tóc quăn hoặc là lông quăn. Lông thì chắc chắn phải quăn rồi. Lông tay lông chân không được quăn. Trời ơi, lông quăn liên quan gì tới tình yêu? Thì mỗi người có một cái điểm không thích, em cũng không biết vì sao em không thích. Nhưng mà em nhìn nó phản. Tóc thì có thể không quăn, quăn thì người ta gọi là làm cho nó hết quăn. Nhưng mà lông thì phải quăn à? Dạ. Tôi hơi bị có cái mà cái kỳ là lông quăn đó nha. Coi là chi tiết đó nha đàn gái. Để em họp lại gia đình em xíu nha. Họp gia đình coi sao. Minh cái gì chứ cộng lông thì không bao giờ thẳng mà em biết mà đúng không? Đúng rồi. Bạn trai ơi, cái điều gì mình không thích ở bạn gái nè? Không thích lông quăn. Em không thích bạn gái kiểu là đừng có ghen thái quá lắm. Vì còn thời gian riêng cho đôi bên. Đúng rồi. Em có thích là xấu là cứ phải cười mở với nhau. Tức là phải chia sẻ với nhau đúng không? À vâng. Còn cái ngoại hình thì sao? Bạn mong muốn một người phụ nữ như thế nào? Ngoại hình thì em thì cũng không đòi hỏi nhiều. Cao thì cũng 1m55 trở lên là ok rồi chị. Bên đó là đáp ứng nhu cầu của em, có gì khó hơn không? Chắc thế rồi. Thôi mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Rồi sau mình gặp mặt mình tính nha. Dạ. Bên đàn gái đi với ai đó? Em thì em đi với cô ruột và hai bạn thân. Nhưng mà tại vì cô ruột em mới bị té xe á, không có đi được nên em chỉ có đi được với hai bạn thân thôi ạ. Cô có sao không em? Dạ chúng thì bị xây xước nhưng mà tại vì lớn tuổi đó, chân khớp không có được đi lại được á. Dạ. Mời bạn của Minh. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Em là bạn học chung thời sinh viên với Minh. Dạ, nói về cái góc độ công việc á, thì Minh là một dược sĩ giỏi. Còn về góc độ gia đình thì Minh sống rất là tình cảm, biết yêu thương, che chở và biết hy sinh, chịu đựng. Còn về nói về anh trai bên này á, thì Minh ơi, chị thấy anh này rất là vui vẻ, hòa đồng và cởi mở. Thì cái tính cách đó rất là tốt cho người đàn ông vì người ta phải ra xã hội, phải giao lưu. Cho nên là chị nghĩ là hai người hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và hợp thì mình đến với nhau. Cảm ơn chị. Em xin hết ạ. Cảm ơn chị. Ba. Ba đi với ai ba? Dạ em đi với chú nào cùng ạ. Chào chú. Xin chào ban tổ chức chương trình. Chào tất cả các bạn. Lúc nãy giờ nghe hai bạn chuyện trò thì thấy cũng thấy vui. Lúc đầu đi thì cũng có hồi hộp cho ba. Người thân của ba ở quá xa. Nhưng tôi đã đến đây và nếu được chúc, tôi xin chúc cho hai bạn trẻ sớm trở thành đôi yên ương. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bây giờ ba với Minh gặp nhau nha. Dạ. Mình tha hồ trò chuyện. Mở rào. Em xin cái gì? Rồi, bắt đầu. À, sao? Để đeo kính vô để nhìn cho rõ nè. Cảm giác đầu tiên của em nhìn anh. Bông hoa này là anh. Của ai? Lần đầu anh gặp em thì gọi là tặng em bó hoa. Rồi, em cảm ơn anh. Em đến đây thì không có chuẩn bị quà gì vật chất. Em mà có tinh thần, em có một bài nhảy để tặng đến anh và tất cả mọi người ạ. Oh. Dạ. Thank you.
Chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Dạ, em cảm nhận anh như thế nào? Tại mới gặp á, em mới thấy hồi hộp thôi ạ. Nói chung là thấy anh hơi gầy. Nhưng mà chắc em nghĩ mập lên là chắc đẹp. Ví dụ như thứ bảy chủ nhật được nghỉ á, thì khi mà có gia đình á, thì anh muốn làm gì? Chăm sóc đến gia đình, những kiểu quan tâm, đưa vợ con đi chơi hoặc đi đâu đấy cho nó. Có nghĩa là anh muốn ngủ nướng hay là muốn dậy sớm đi chợ cùng mấy vợ, cùng mấy con mua đồ đạc về nấu ăn uống ạ? Những ngày như thế thì mình cũng muốn làm đảm đang một xíu, đúng không anh? Mình đi chợ mấy giờ về nấu cơm cùng nhâm nấu, sau đấy mình chăm sóc gia đình mình. Anh có biết nấu ăn không ạ? Biết tạm tạm. Quan điểm em thế nào về tình yêu? Vậy em nói với nhau về cái tình yêu sét đánh á, thì đối với em nó chỉ chiếm 10% thôi. Quan trọng nhất là hai người cùng trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ như cũng thể có đến lúc là tức nhau, giận nhau là chia tay, nhưng mà sẽ cùng lại ngồi lại với nhau và chia sẻ để xem chúng mình có cần nhau hay không. Nói chung là đối với em tình yêu là thời gian, có thể là sẽ giúp cho chúng mình thay đổi nhau và hoàn thiện lẫn nhau ạ. Ví dụ như bây giờ hai bạn bước tới hôn nhân thì phía bên ba, dạ, ba có chuẩn bị gì chưa ba ha? Nói chung là em cũng ok được một số phần rồi. Là em cũng chuẩn bị tương lai cho mình và vừa tương lai của mình là cũng muốn mở cái quán. Vì vậy em đang đi học quản lý quán để học kinh nghiệm. Tôi thấy kinh doanh con đường hai bạn dễ lắm. Mở cái nhà hàng cà phê, kế bên mở tiệm thuốc tây. Đó, hợp lý chưa? Đó, thấy không? Trời ơi, ăn xong rồi ra mua thuốc tây uống hả? Trời, anh quá đáng quá anh Linh. Ba nói quan điểm về tình yêu của mình đối cho mình nghe đi. Về quan điểm tình yêu của em thì em muốn thứ nhất là phải tin tưởng nhau, thứ hai là phải trung thủy, thứ ba là phải chân thành với nhau. Em muốn kiểm tra gì không? Kiểm tra lông xoăn gì? Không, chị ấy lông em đi. Em muốn kiểm tra không? Em sợ cái đó nhất mà em muốn kiểm tra, em ghét chứ mà. Muốn hả? Tháo cái ống tay. Thấy chưa? Tôi thấy nhà gái tôi phải kỹ gì đó. Em thì người... Anh bước ra đây anh Linh coi thử coi. Anh Linh nhờ, anh làm gì vậy anh Linh? Lòng tôi quăng rồi đó. Không có đâu anh ơi. Thấy chưa? Em rồi chưa? Qua kiểm tra đi cưng. Đó, coi thử đúng chưa? Có lòng đâu mà quăng. Không có luôn. Không có miếng lòng đâu. Thế mà... như là tin tức từ NASA cung cấp xuống, nghe một câu chuyện kể rằng hồi xưa ba đã từng bị quýnh hội đồng. Đấy là mối tình thời đang còn học sinh. Tại sao lại bị đánh hội đồng hả ba? Em với bạn kia là thanh mai trúc mã, học với nhau từ bé lên. Mà lên cấp 2 thì nói chung thương thích nhau. Mà lên cấp 3 thì cũng cảm thấy mến nhau rồi đi nào. Và cô ấy thì xinh gái, nhà em thì đi học xa nhà. Lúc đi học thì cứ lén lút gặp nhau trên đường đi thôi. Đến gần trường thì tách né ra, người đi trước người đi sau, kiểu sợ người ta phát hiện. Cô ấy xinh gái thế thì lắm anh chàng theo lắm. Hai người lén lút hoài, thế là một số anh chàng tiểu lâm quân ở trường cũng có phần hâm dọa. Chuyện ngày xưa đó mà. Chuyện ngày xưa, ngày trường ngày xưa. Chuyện học trò học sinh thôi, kể lại cho vui thôi, hiểu không? Bây giờ mình tiếp tục câu chuyện thế nào? Con cái quan điểm của trai gái sao? Em thì cũng không quan điểm trai gái, nhưng mà cũng thích trai hơn. Vì ở quê em là người dân tộc mà. Cái con gái đầu tiên, đầu lòng á, cứ cái đám dỗ đâu là cái gái là cứ phải ngồi ở cửa. Anh nào mà con sinh đi, đầu lòng con trai ấy, ngồi trên gác chân. Ôi giời. Tôi quan điểm gì đó không được rồi đó. Tôi gì đó hết được luôn rồi đó. Hai đứa gái Linh giờ là vàng là ngọc. Như vậy bây giờ em nói chuyện với Minh đi. Đây quan điểm hay là con trai thì mới ok. Nói chung là không phải con trai ok, con nào cũng được anh. Con nào cũng là con em. Đấy. Nhưng mà phải là con trai đúng không? Ưu tiên. Ưu tiên. Dạ thì nói với em trai hay gái cũng được. Em sinh được con trai thì em sinh, chứ còn trai hay gái là do trời cho, chứ em cũng không quyết định, cũng không thể nào mà nói trước được. Bây giờ thế này nè. Dạ. Em có thể hát một bài đó để tặng cô gái này. Vậy em sẽ hát một bài Nhạc Chất Tình đi. Nhìn cô gái ấy hát. Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi. Những đêm buồn nhìn về di vắng xa xôi. Này quên cái này. Em rồi. Sẽ hát karaoke rồi. Cảm ơn bạn. Rồi, được rồi. Dễ thương ha. Rồi. Thời gian trò chuyện giao lưu của chúng ta đã hết. Tôi nghĩ là qua đó thì hai bạn cũng có thể cảm nhận về nhau, hiểu về nhau được một ít rồi. Đây là thời khắc quan trọng, bấm nút. Nếu mà mình lựa chọn bên kia đúng là một nửa của mình thì hãy bấm nút, còn không thì không sao cả, đúng không anh Linh? Đúng rồi. Chúng ta phải thật sự rung động chúng ta mới bấm. Không rung động, không bấm. Để tay vào nút bấm nha các bạn.
Nãy giờ chúng ta có thể nói chuyện vui, có thể đùa, nhưng đến lúc này chúng ta cần một sự nghiêm túc. 3 2 1. Hết thời gian. Không bấm. Xin lỗi bạn. Tại sao nó không bấm? Vì em thấy không được hợp cho em lắm. Không được vì hợp. Em thấy quan niệm sống. Dạ. Cô gái. Dạ đúng rồi, em cũng không có, chưa có cảm giác gì, với lại em nghĩ là tư tưởng quan điểm mà vẫn không giống nhau. Chúng tôi tôn trọng điều đó. Bởi các bạn không bấm là các bạn đang tạo điều kiện cho rất nhiều người bấm dành cái duyên đó cho các bạn. Quê rất là thông minh. Còn một chàng trai cũng phóng khoáng, dễ thương, dễ gần, giao tiếp tốt. Tôi nghĩ rằng các bạn đủ sức để tìm một nửa yêu thương của mình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm rõ nha. Cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã thành thật với chính cảm xúc của mình. Hy vọng là qua chương trình này các bạn sẽ gặp được một nửa yêu thương nào đó đang ngồi phía sau màn hình, và họ sẽ tìm cách tìm tới các bạn mà thôi. Hy vọng như vậy. Chúng tôi có rất nhiều chương trình bạn muốn hẹn hò phiên bản ăn trưa, bạn muốn hò offline. Chúng ta sẽ có thể có nhiều cái đối tượng đang hướng về chúng ta. Chúc các bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Nhìn chúng anh bạn giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao mất 1m89 lận. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả. Còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Thế bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình làm đây chứ. Nam Thư, Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất quen thuộc, đó là Bạn Muốn Hẹn Hò. Với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Trước khi vào chương trình thì Quỳnh Linh xin thông báo tin vui. Đó là cặp đôi Tuấn Anh và Vũ Thị Duyên đã đăng ký kết hôn với nhau. Nam Thư có biết rằng là cái cặp đó thế này nó dễ thương lắm. Dạ. Bạn nó chạy rap ha, còn bạn gái á thì bạn ấy có một cái lẵng hoa bằng rau đó tặng cho bạn trai, rất là dễ thương. Đây là cái xe mô hình. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. Rồi các loài hoa nè. Em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về chỉ ăn rau củ không đó. À. Sau khi chương trình kết thúc chỉ có mấy tháng sau thôi, các bạn đã làm đám hỏi rồi. Chúc mừng nha. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Thay mặt chương trình Bạn Mới Hò chúc cho hai bạn răng long đầu bạc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Không có thích cao cho to đẹp trai, cho to đẹp trai dễ lăng nhăng. Ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ngồi đi chị. Dạ, chào chị. Xin chào MC Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào khán giả trong trường quay ạ. Bình tĩnh, hơi rung đúng không? Để bên Nam giới thiệu trước cho mình đỡ rung ha. Dạ, xin mời bên đàn trai. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Ngọc Việt, sinh 1975, nghề nghiệp tài xế lái container, hiện sinh sống ở Sài Gòn. Quay Sài Gòn luôn. Quận mấy? Dạ quận 4. Container là xe bự thiệt bự hả? Dạ xe 22 bánh á. Rồi. Mời bạn nữ. Mình tên là Trần Thị Thùy Nhiên. Năm nay mình 38 tuổi, có nghĩa là 2 năm nữa là tròn 40. Nghề nghiệp của mình là kỹ sư tổng công ty công nghiệp giao thực vật Việt Nam. Mình đến từ Huế nhưng mà hiện tại là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở huyện Nha Bè. Em là cũng gốc Huế nhưng mà em cũng ở Nhà Bè, là đồng hương dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Dạ. Dạ, ưu điểm của em thì em sống tự lập từ nhỏ, cầu tiến, ham học hỏi. Dạ, còn nhược điểm thì
Em dễ ăn, dễ ngủ. Bom nổ bên tai em cũng ngủ hơn, ngủ được. Dạ. Cái gì em cũng thích làm nhưng mà em không được khéo tay. Em nhìn con gái người ta nhẹ nhàng, lả lướt nhưng mà em thì cũng được như vậy. Em nghĩ dễ ăn, dễ ngủ không phải là khuyết điểm đâu. Người ta nói ăn được, ngủ được là tiên mà. Không có gì hết. Bên đàn trai, anh ơi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì hen? Dạ, ưu điểm của tôi là tôi ham học hỏi lắm, chịu làm lắm. Biết nấu ăn, phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Ôi, dễ thương. Tốt. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của tôi hay quên, tôi hay giống như là hơi làm biếng chút. Nhưng mà đã làm thì làm tới hết mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng được. Đường tình duyên thế nào? Hồi năm 2003, tôi có quen một người được 4 tháng rồi. Mới có 4 tháng sao chia tay? Tại vì người ta nói nghề tài xế đi hoài không ở nhà, có những lúc đi lại chỗ khác người ta cũng làm mai hỏi anh làm gì, anh làm tài xế. Thôi tài xế nhiều vợ lắm. Mà thiệt không, tài xế nhiều đúng vợ rồi không? Dạ nếu mà có nhiều vợ thì không lên đây đâu Quỳnh Linh à. Mang tiếng thôi, một vài dạ, người có nhiều rồi. Vợ thôi cũng rất là nhiều người ế ha. Dạ. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Vậy còn bên chị Nhiên? Mình thì trước giờ chưa yêu ai lần nào. Cái hồi nhỏ thì tập trung học hành, không có được yêu đương sớm. Sau mà đến lúc ra trường đi làm thì phải phụ mẹ lo cho em út. Bởi vì dạ. Mình là chị cả trong gia đình á. Dạ. 3 năm trở lại đây á, là người thân với là đồng nghiệp đã hết kiên nhẫn giới thiệu cho mình rồi. Có bao giờ mình cảm nhận là mình kén hay sao không? Không, không phải là mình kẹn mà bạn trai là yêu cầu mình phải dịu dàng, lả lướt hơn, phải cao hơn, phải xinh đẹp hơn. Như vậy mình thì cảm thấy mình chưa đáp ứng được bạn trai những cái yếu tố đó. Chắc bạn trai đó sao chứ em thấy nhìn vào chị là bên ngoài hết sức là dễ thương, dịu dàng mà. Mình thấy mình bình thường. Vậy thì cái hình mẫu của chị như thế nào về một người đàn ông mà chị mong muốn? Không có thích cao to, to đẹp trai. Bởi vì cao to đẹp trai dễ lăng nhăng. Tính cách này phải vui vẻ, lạc quan. Để em coi thử. Cao bên đây cao. Cao hơn container luôn á. Cao hơn container. Chào em. Em chào anh. Ôi, nhìn anh bự con. Nhìn anh giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao mất 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Ai cũng nói là tài xế là sẽ đi đường dài, nhiều lăng nhăng. Không có. Ba em cực kỳ đàng hoàng, mẫu mực. Đó. Dạ, thương mẹ em lắm. Đâu phải ai cũng vậy đâu đúng không? Đúng rồi. Anh sao yêu có 4 tháng rồi từ đó vậy sao không yêu nữa hả? Rồi ví dụ mình chạy xe vậy đó, mình chạy đường dài mà đúng không? Không, anh chạy giờ chạy vòng vòng ở thành phố với mấy tỉnh lân cận thôi à. À, vậy à. Vòng vòng đó hả? À. Chạy các khu công nghiệp thôi. À, đúng rồi. Chạy tới đâu có ghệ tới đó không? Nếu mà anh có ghệ thì anh không lên đây đâu. Em tin anh. Em tin anh. Ta yêu có 4 tháng tức là không có lăng nhăng đó. Sao có yêu có 4 tháng thôi vậy? Tại vì mình là tài xế mà cứ tối ngày mình cứ đi ra đường hoài đó. Thì cái người nữ đó người họ không có kiên nhẫn được. Rồi cứ chạy tỉnh lân cận vậy, nếu mà ví dụ về thì thời gian dành cho gia đình như thế nào? Thì nếu mà có gia đình thì anh sẽ sắp xếp từ từ lại. Nói chung là chạy thành phố cũng đâu có xa đâu mà sợ. Chạy theo chuyến rồi xong rồi chuyến rồi về thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dễ nhìn, biết lo làm ăn, chung thủy là ok rồi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không, em nhìn mặt thì em cảm tình lắm rồi đó. Mà không phải, em phải coi thử ý chị em sao. Tại chị em mà gái Huế nè, gái Huế đừng đặt chân, gái Huế là lúc nào cũng chính chuyên, đó, sâu sắc, cư xử nhẹ nhàng. Em thấy vậy cho em cư xử hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà tới giờ em vẫn ế. Chị em bên này là dễ thương lắm à. Cho anh nói chuyện với chị em. Rồi, anh muốn nói gì nói đi, nè. Nói đi. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Việt. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Được, nhưng mà phải cho anh thời gian chứ. Bây giờ từ anh biết chạy xe tới giờ không biết làm nghề gì hết. Chạy container cũng tốt mà, bởi công việc đó tốt lắm em. Cái lương tài xế container cũng khá cao luôn á. Dạ đúng rồi. Theo tôi biết là cao lắm á. Dạ đúng rồi. 10% GDP của Việt Nam á, nhờ vô mấy anh tài xế á. Đúng rồi. Nhưng mà cô gái bên kia hỏi có thể thay đổi công việc. Tức là có thể nào mình không chạy container nữa, mình mua chiếc xe về, mình kinh doanh cái xe đó, mình chạy xe của mình, thậm chí là xe nhỏ hơn xe container được không? Dạ được. Anh có ý định đó chưa? Dạ cũng có rồi đó. Chuẩn bị được nhiều rồi? Dạ cũng ít ít. Nhiên ơi, Nhiên có thích người hút thuốc không Nhiên? Có thể bỏ được anh. Anh cũng đang có ý định để bỏ đó. Nhưng mà em biết không, mỗi một lần chạy đêm rất là buồn. Xe thì bự thiệt mà có mình à.
mình không hút thuốc thì mình sợ mình ngủ gục. Giờ nghe nhạc hay là thu cái tiếng của cô Nhiên này, cô nói từ sáng đến chiều thu hết, thế này em thấy kia bỏ thuốc cứ càm đàm từ sáng chiều thu hết để xe nghe, nghe nhiều khi bực mình quá không có buồn ngủ luôn. Anh Linh hả, tự nhiên thu chị em càm ràm chi, giờ thu chị em hát đi. Trời ơi, chị em hát hay phải không? Hát rồi. Thử coi thu được không chị? Hát liền chị. Mây trắng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đường về quê hiu hiu gió lòng. Đêm lắng sau khi xuân làm dần xuống, hương ngát ngào tình ruộng sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe hiu hiu gió lạnh, chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Rồi, dễ thương lắm. Bây giờ là anh này cao dữ lắm. Đúng rồi. Cao to. Em không thích cao to đẹp trai. Anh này cũng có đẹp, cũng có gọi là đẹp cách lãng tử đó, phong trần. Em sợ lăng nha. Sinh năm 75 đến giờ mà chưa có tình yêu, mới có 4 tháng là chia tay rồi đó. Có cơ hội thì lăng nhăng sao? Người ta thường nói là tài xế lăng nhăng đúng không? Thì đó là cái cơ hội và điều kiện để lăng nhăng nhiều nhất. Bây giờ ảnh chưa có người yêu, bây giờ ảnh mới lên chương trình ảnh tìm kiếm. Đúng rồi. Đó, nếu mà thật sự ảnh lăng nhăng, ảnh lên chương trình này thì tất cả những cái cô bồ mà ảnh đã biết từng quen, biết hết. Không ai đến đây nói láo cả. Nói láo là hàng triệu người xem bị lộ hết trơn. Thành ra đã lên đây rồi là có sao ta nói vậy à? Tin chưa? Nhiên ơi, lên đây á, là tới ít nhất là phải 80 triệu dân biết á. Đúng rồi. Chứ đâu phải là lên đây một vài người biết đâu mà sợ. Ủa mình về mà có làm dâu không vậy? Dạ không đâu. Bây giờ em ở với ai? Ở với mấy anh mấy chị. Nhà ở quận 4 á. Quận 4 luôn? Dạ. Ở đoạn nào? Dạ chỗ chung cư Hội 3 đó, chỗ rồi, dân cư á. Sát bên luôn? Sát bên, sát bên. Anh Việt quê ở đâu anh? Ba mẹ sinh ở Sài Gòn nhưng mà quê ba thì ở An Giang, còn quê mẹ ở Bến Tre. À, vậy bây là giờ, góc miền Tây. Miền Tây. Dạ. Nhưng chị em ở thành phố Hồ Chí Minh hết rồi, đừng có lo. Chị đang khúc mắc điều gì đúng không? Tài xế thì mình hơi suy nghĩ một nhưng tí. Nhưng mà nãy giờ anh đâu có cái gì lăng nhăng đâu. Ừ. Hay là mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với là ba bạn đồng nghiệp ạ. Đại diện đàn gái cho biết ý kiến về chàng trai. Xin chào Miss MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. À, chào khán giả của trường quay. Tôi nhận xét là Việt rất là vui vẻ, nghiêm túc và có nét rất là chân tình. Bấm nút đi hai bạn để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn và sớm về chung một nhà. Đó là cảm nhận rất tốt. Đúng cảm rồi. Ơn chị. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ đi với anh hai và chị Tư. Chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là anh hai của Việt. Coi như là nhà ở thành phố nhưng mà mẹ đã mất rồi. Anh em từ nhỏ tới lớn là mình tự túc để mà sinh sống. Thì lên đây như là có một là cái duyên. Mong em gái bên đây là hãy cho em trai bên này cơ hội để coi như là mình có thể tiến xa hơn. Em rể của anh á cũng là người gốc Quế luôn, mà là chồng của cô Tư đây. Cô Tư thấy được không cô Tư? Cô Tư thấy cũng được ha. Anh hai thấy được ha. Tụi nó bấm nút không? Nên bấm. Nên bấm. Rồi vậy được rồi. Thấy hai bên là có vẻ ủng hộ. Mai tôi rước dâu bằng xe container luôn đó. Nhiều à? Nhiều không? Nhiều. Đám cưới rước dâu bằng xe container nha. Được không? Dạ, lạ nữa à. Trời lạ sống lạ. Giờ đọc giờ lạ luôn hả? Rước dâu 12 giờ đêm. Ban ngày cắm xe container. Không, chỉ cắt cái đầu chạy được. Còn không có đem cong theo. Cắt cái đầu chạy được. Để hai anh chị gặp nhau. Và hy vọng sẽ giải tỏa được cái khúc mắc trong lòng của chị Nhiên ha. Xin mời mở rào. Quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Kèm theo có giấy chứng nhận độc thân. Dễ thương quá. Em cũng có một món quà. Ý nghĩa của món quà này là sẽ thắt chặt tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ. Mong là anh sẽ tiếp nhận đó. Cảm ơn em nhiều. Bỏ túi giấy độc thân luôn đi. Mai mốt rồi tự xé cái tờ giấy đó. Mai mốt xé là bởi vì lấy nhau ta xé. Ừ. Thì đó em nói xé làm tờ khác, làm tờ đó ký kết hôn. Bạn trai đánh giá mình đàn gái thế nào? Cho dòm chút nha. Lái xe không phải nhìn đường. Lái xe nhìn đường. Thấy em cũng dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Chung kết rồi đó. Dễ thương không? Dễ thương.
Cũng hợp hợp. Dạ, em thấy anh thì dạ cao to. Giống một người lý tưởng của em không? Anh cũng có một khuôn mặt rồng và cũng phúc hầu vậy, như là người em mong chờ. Dạ. Em thấy có cái tiếng sét gì không? Dạ, có lửa gì không? Em thì chưa yêu lần nào, cho nên đối với em tình cảm nó phải từ từ vậy. Dạ. Cho nên dạ. Không, ấy nói là em có cái giống như tiếng sét kêu, người ta kêu là tiếng sét ái tình đúng không? À, vô gặp ấy, mình có bị cái gầm liền cái gì đó. Gặp anh thì em nhìn thấy ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Người ta nói dựa vô tùng vô bách, nhưng anh như tùng bách vậy đó. Anh hỏi chị Nhiên là có tiếng sét không? Vậy tức là bên anh có tiếng sét. Đúng rồi, có hồi đổ nè. Nãy giờ bún gầm liền đúng không? Bún gầm liền. Rung động liền đó. Trời ơi, tài xế container là cũng cứng cáp băng lĩnh, mà gặp mà đổ mồ hôi là hiểu rồi đó. Quan niệm về tình yêu của anh là như thế nào? Trung thành, trung thủy, thật thà, dũng cảm. Anh có một cái câu anh rất là tâm đắc: khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả, còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Ê, bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình làm đây chứ. Bây giờ mình nói đi, chút xíu về tương lai đi. Con cái ra sao? Ai quản lý, ai giữ tiền, thí dụ như vậy. Thôi, em giữ tiền đi ha, còn con cái để anh giữ cho. Trời ơi, thiệt. Phụ nữ thường phải là chăm lo gia đình, con cái tất nhiên là phụ nữ chăm rồi. Tiền cũng phải em giữ luôn, nói chị. À, dạ, cái tiền đưa thì em cứ giữ. Tiền đưa không giữ, còn tiền không đưa là không giữ hả? Dạ, cứ đưa là em giữ. Em thích trai hay gái? Con trai, con gái, em đều thích hết anh. À, giống dạ. Anh rồi đó. À, anh thích một hay hai đứa? Ba đứa anh. Ồ, giữ dạ. Gì hả? Ba đứa chứ có nếu gì mà có em. Nếu mà có điều kiện anh cũng phải làm đội bóng lắm á. Anh, chị của em á, là nãy giờ Luân có thắc mắc về cái chuyện tài xế rồi này nọ. Tất nhiên là sẽ có ghen đúng không chị? Ừ, nói sao cho chị em tin nè. Anh nói một câu chân tình như vậy: nếu mà anh lăng nhăng á, anh này nọ đó, thì anh không ở tới giờ này đâu. Thôi, kết thúc. Em nghĩ là mình chỉ cần một khoảng thời gian nói chuyện như thế thôi, nhưng mình có thể cảm nhận về nhau rất nhiều rồi. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra con tim của mình. Yêu thương là bấm, không yêu thương không bấm. 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Thôi thôi. Chị ơi, chúc mừng chị. Sao mà nó bấm chậm vậy? Không, anh em bấm nó chưa ăn. Bấm chưa ăn hả? Mà công nhận hai anh chị cũng mặc một cái màu áo giống giống nhau. Đây là định mệnh. Bây giờ hai người nắm tay nhau đi. Ừ. Mình xin phép hai họ chính thức ngày hôm nay. Tôi xin phép hai bên gia đình cho tôi hẹn hò với em Nhiên. Sao em? Dạ. Được. Được không? Dạ. Được mà sao rung vậy? Anh đâu có rung đâu. Anh lái xe quen rồi anh ơi. Rung gì ta chưa trời yêu ơi, mà. Có nhiều trường hợp tôi cũng rung. Anh. Sao anh em? Hứa với em đi. Hứa gì em? Anh phải thực sự yêu thương chị của em. Không được lăng nhăng. Chị em chưa yêu lần nào nên anh phải thực sự có trách nhiệm nha. Nếu không là em tìm tới quận 4 em tìm anh luôn á. Rồi rồi. Ơi, có ai ủng hộ Nam Thư không? Nhà gái vỗ tay cho em đi. Bạn người ta khóc rồi đó, anh làm sao coi được làm nha. Còn nếu ngược lại sao em? Kiếm Quỳ Linh. Kiếm Quỳ Linh. Thật sự đây là một sự nghiêm túc. Bạn ở dưới ngồi khóc luôn kìa. Những giọt nước mắt đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Nào, trước mắt hai họ, mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Nhà gái ơi, cho anh xin phép nha. Đó. Nhà gái like. Em phải ngước cái mặt lên chứ anh hôn được. Sợ quá. Trời, anh Linh anh làm gì vậy? Nó hung lãng mạn cũng xỉu. Chưa bao giờ thấy hung hết. Sao em gục xuống? Anh đã anh cao mà em gục xuống nữa. Sao anh hung nữa hả? Hung gì nào được thôi. Hung gì nào được thôi. Dạ hung trên tóc anh. Không mà. Hung nó không chịu. Ừ, không chịu đúng rồi. Kìa. Anh còn định hung môi nữa đó. Đừng rung. Anh nắm tay nè, không có rung đâu. Ha, đừng rung. Có anh là không ra đâu. Hai, hôn. Yeah. Em thấy thế nào? Có điện chạy qua không? Dạ, thì cũng có. Nói chung là em run lắm. Đúng rồi. Yêu bằng cả trái tim nha. Đây. Dạ,
Rồi, chị rồi chàng trai bảo vệ theo sau. Đó, đi chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Chúc mừng anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Người mà có cái trái tim có sức ấm, ý em á là em thiên về lựa chọn về cái tâm hồn của ảnh, do em có học võ từ nhỏ nên là em có thể là khi ngủ nha, cái tư thế của em nó hơi kỳ nha anh. Cái này nguy hiểm nha. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đây, chào bạn. Và xin mời bạn nữ. Trời ơi, xinh xắn quá. Rồi, mời ngồi. Bây giờ đàn trai mình giới thiệu cho đàn gái nghe đi. Dạ, mình tên là Nguyễn Duy Phương. Năm nay là mình 30 tuổi. Sinh ra ở vùng đất Long An và đang sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Làm ở quận mấy thành phố Hồ Chí Minh? Mình đang công tác tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. À, Duy Phương làm nghề gì? Mình đang làm bên ngành xây dựng. Mình làm bên mảng kỹ sư an toàn. Kỹ sư an toàn. Rồi, Duy Phương làm kỹ sư, mời bạn gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào khán giả trường quay cũng như khán giả truyền hình ạ. Em là Nguyễn Thị Lan Anh. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại em đang sống và làm việc ở quận 7. Lan Anh làm gì quận 7 Lan Anh? Dạ, em là kế toán văn phòng ạ. Kế toán văn phòng, một bên là kỹ sư. Bây giờ mình cho biết một ít cái khuyết điểm và ưu điểm của mình đi Lan Anh. Về cái ưu điểm của em á, là người biết lắng nghe. Em thích chơi thể thao. Chơi thể thao khá tốt. Và khiêu vũ, nhảy múa. Khiêu vũ, nhảy múa. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em dễ khóc đó. Nhiều khi em ngồi em suy nghĩ rồi vậy tự nhiên em cũng khóc nữa. Vậy là một chiếc lá vàng rơi cũng làm em rơi lệ đúng không? Em còn một khuyết điểm nữa là khi em làm việc á thì có thể em quên mọi thứ, có thể em bỏ bê luôn cả bạn trai đó. Là khuyết điểm của em. Rồi còn bạn trai, ưu điểm và khuyết điểm của mình là gì ha? Ưu điểm của mình thì là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, cũng biết chút đỉnh về công việc nấu ăn. Nói chung là cuộc sống mình là cuộc sống tự lập. Cũng sống xa gia đình này cũng hơn 10 năm rồi. Thôi bây giờ mình chia sẻ một chút cái đường tình duyên của mình lận đận sao đó. Trước khi mình chia sẻ thì mình muốn hát tặng một bài hát nói về Long An tôi yêu. Một bài hát được mang tên là Dòng Sông Quê Em. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ, nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp ánh trăng ngà, nghe câu hát xa xa lòng anh chành nhớ. Ơi dàm cỏ đông, ơi hỡi dòng sông, nước xanh biên biết chẳng đổi thay dòng. Đuổi phám đi rồi nay đuổi mấy xâm lăng, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong, dắt đi đời dắt sông càng xanh trong. Hay thôi gió được rồi, bây giờ là bạn gà nữ. Đúng rồi. Có thể hát đáp một bài nào đó cho nó vui không nào? Em sẽ hát bài bài Bùa Yêu. Bùa Yêu. Dạ. Có nhảy không? Dạ có ạ. Thôi thế này nè, vậy thôi chút xíu đi. Mở rào đi. Chút xíu mở rào, em hát em nhảy để giao lưu với đối phương ha. Đúng rồi. Vậy đi. Bây giờ mình em như nói về một tí xíu về cái tình trường của mình. Đúng đi. Rồi. Dạ. Yêu đương sao nè? Dạ em có một mối tình chính thức đã qua rồi cách đây 4-5 năm rồi. 4-5 năm. Dạ. Hồi đó là sinh viên, em và bạn trai cũ có yêu nhau được 2 năm. Thì trong 2 năm đó thì em cũng nhận ra một điều là bạn trai cũ của em vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ của bạn anh. Dạ. Thế là chia tay. Dạ, vậy là em quyết định ra đi. Từ đó đến nay thì em vẫn chưa có một mối tình nào. Mấy năm rồi? Dạ, 5 năm ạ. 5 năm rồi. Bây giờ quan trọng đàn trai nè, có mấy mối tình? Chào anh. Có mấy mối tình rồi, kể cho chị Nam Thư nghe đi. Chào chị Nam Thư, em thì có một mối tình cách nay cũng khoảng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Mối tình nó dài không? Cũng dài. Dài mấy năm? Cũng 4 năm. À.
Rồi sao chia tay? Chung là do cái khoảng cách công việc, mỗi người có một công việc riêng. Thứ hai nữa là trước là mình làm công ty bên về lắp dựng, đi công trình, có thể vài tháng ở Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó. Thì khoảng cách nó xa vậy. Nên bây giờ mình nếu mình có người yêu mới thì mình có đi xa vậy hoài nữa không? Cách lòng nữa không? Nhìn hiện tại là mình cũng đang làm tại thành phố Biên Hòa. Thì khoảng cách giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa cũng rất là gần. Bây giờ hình mẫu chi tiết của bạn á, về một cô gái mà mình thực sự mơ ước hoặc mong muốn là gì? À, mình thích là người phụ nữ truyền thống, một cái móc tóc dài, mặt tròn tròn. Người vui vẻ, biết chia sẻ, người hiểu, nói chung là hiểu tâm lý. Thích cô gái vui vẻ ha. Hồi mở màn lên cổ hát bùa yêu thử xem vui vẻ không. Em nãy giờ em nghe rồi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ em nói cho bên kia biết là cái hình mẫu mà một người đàn ông em mong muốn là như thế nào? Dạ. Yeah. Cái hình mẫu người đàn ông em mong muốn là em không có đặt vấn đề nhiều về ngoại hình, chỉ cần cao trên mắt sau lông. Dạ, gọi hình ưa nhìn xuống là được. Nhưng mà cái điều em quan tâm về người đàn ông của em là cái người mà có cái trái tim, có sức ấm. Ý em á là em thiên về lựa chọn về cái tâm hồn của ảnh. Đàn gái cũng dễ thương, đàn trai cũng chững chạc. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xem sao. Đúng rồi, Lan Anh, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, hôm nay em đến với chị gái họ của em ạ, là chị Lý. Dạ, anh chào chị. Xin chào anh Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào chị. Chị thấy sao? Bên đàn trai sao? Điều đầu tiên nhìn là chị cảm thấy rất là khỏe mạnh. Và cũng được. Chị thấy tính này nãy giờ nói qua nói lại có hợp với em gái chị không? Chị thấy cũng tạm ổn. Hy vọng là hai người sẽ kết duyên được với nhau. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với dì và một người em gái. Dạ. Rồi, dì cũng như mẹ ha. Thôi, chào dì. Chào Quyền Linh và Nam Thư và khán giả trong khán phòng. Thấy em bên đây thấy được á, dễ thương. Mong là hai đứa cho nhau cơ hội. Em gái thấy sao? Dạ, xin chào hai MC của chương trình và xin chào tất cả mọi người. Chị gái rất là dễ thương. Thì đến với chương trình này thì đã là cái duyên rồi. Thì mong hai anh chị sẽ trao nhau cơ hội. Sau chương trình này sẽ là hẹn hò. Đó là ý kiến người thân. Còn quan trọng là hai bạn gặp nhau trò chuyện để xem mình có duyên có phận với nhau hay không nha. Mở rào. Đàn gái dễ thương lắm đó, chinh phục đi em. Đó. Đó, nhảy luôn nè. Rồi ngồi xuống các bạn. Bùa yêu sao? Bùa yêu liền. Bùa yêu nè. Có thể nhảy luôn. Bạn trai bối rối choáng ngợp đúng không? Bắt đầu đây. Đến với chương trình thì mình có một cái món quà gửi tặng bạn, chúc bạn thật là hạnh phúc. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là quyển sách mà em đã lựa chọn, cái nó có tựa đề là hạnh phúc là do bạn lựa chọn. Với cái thông điệp em đưa ra đây gửi cho anh là em mong anh sẽ tìm được cái hạnh phúc cho mình, dù có thể là em hoặc không phải là em, thì vẫn mong anh tìm được hạnh phúc cho mình. Cảm ơn bạn. Trên cái bó hoa mình có một cái thiệp. Dạ. Cái này là cực cảnh 2 mét.
mình thắt. Nhưng mà là do thời gian gấp rút quá, mình không có làm kịp này rồi Tàng. Cái này mình hẹn cái một dịp nào đó gần nhất mình sẽ gửi Tàng riêng cho bạn cái này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ bắt đầu coi mình cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên mình nhìn bạn thì mình thấy cảm giác rất là hồi hộp. Một cái gì đó gọi là sâu xuyến tâm trong tâm hồn. Còn về em chia sẻ một xíu nha. Cái lúc mà cái rào kéo ra, em thật sự là có sự bối rối. Khi em nhìn thấy anh lúc đầu em cảm giác nó ngoài sức tưởng tượng của em. Hãy nói cho nhau nghe về những tật xấu của mình cho hai bên hiểu luôn. Điểm xấu của em nữa là do em có học võ từ nhỏ nên là em có thể là khi ngủ nha, cái tư thế của em nó hơi kỳ nha anh. Cái này nguy hiểm nha, cái này nguy hiểm nha. Lỡ mà có nhậu sai cũng hơi rắc rối à. Rồi bạn nam, khi bạn gái mình xinh quá như thế này á thì cảm xúc của mình có lo lắng không? Nói chung ai trong người đều có một cái máu ghen cả. Cái ghen là một cái nghệ thuật, ghen để làm cách nào mà cái phản ứng của mình mà làm người ta vui và giữ được người đó, chứ không ta không phải dùng ghen một cái gọi là bức xúc bột chột để làm rạn đứt cái tình cảm đó. Trước khi bấm nút thì hai bạn có thể cùng nhau nhảy một bởi vì bạn nữ rất là yêu thích khiêu vũ, nhảy múa. Đúng rồi, anh có thể khiêu vũ cùng em một vài bước, không cần nhiều đâu. Mình thì tham gia thì được, nhưng mà cái này khiêu vũ mình không biết, ngàn chỉ thì mình là làm được. Sao em dìu ảnh đi được mà đúng không? Được, cứ được, cái này được, cứ nhạc lên là nhảy. Rồi tay đặt sao? Chỉ bằng tay để tay đi. Anh sẽ để tay em. Dạ. Cho em xin cái tay bên kia đưa lên giống em. Vô đi. Anh bước lùi em bước tiến nha. Một chập, hai chập, lùi lùi anh tiến em lùi. Ba. Dạ, rồi cảm ơn anh. Dễ thương. Rồi, là chuẩn bị bấm nút thôi. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Từ nãy tới giờ chúng ta trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau thì Thư nghĩ là các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Các bạn hãy cứ thành thật với con tim mình. Nếu thực sự đó là một nửa mình tìm kiếm thì chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không bấm nút thì không sao cả. Chúng ta sẽ nhường cái cơ hội của mỗi người lại cho những người khác. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu đúng thì bấm, không đúng không cần bấm. Và 3, 2, 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Bạn gái không bấm. À, em nghĩ là cái rung động bắt đầu lúc ban đầu rất là quan trọng thì em cũng có cái sự cảm mến anh lúc đầu, nhưng mà để cái trái tim em có sự rung động á thì em nghĩ là em chưa đạt đến mức đó, với cả là không biết. Không sao cả, không sao cả. Nói chung là bạn đang sống rất thật với cái sự rung động của con tim mình, có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Chúng tôi rất là trân trọng điều đó. Bạn trai có thể nói một cảm xúc của mình trong lúc này với bạn gái. Nói chung là cảm ơn. Em cũng rất vui được biết anh. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta có thể là bạn với nhau. Đúng không rồi. Sao cả. Món quà của bạn gái hay giữ lấy làm kỷ niệm. Bó hoa kia của chàng trai tặng đó, giữ lấy, mình làm một ký ức rất là đẹp trong cuộc sống này. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Mời Lan Anh. Rồi,